ngày 13 tháng 9 năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Medlatech, đơn vị đầu tư cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, đã tổ chức khai trương dịch vụ hội chẩn bệnh nhân tự nguyện miễn phí tại khách sạn Metropole Hà Nội. Cơ sở mới cái chỗ gần bệnh viện 1000 giường rất hiện đại. Tới dự buổi lễ có sự góp mặt của các nhà khoa học, các bác sĩ hàng đầu đến từ nhiều bệnh viện tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Văn Bình, Hội trưởng Hội đái tháo đường quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đại Bình, Phó giám đốc bệnh viện Ca, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Hữu Nghị, giáo sư tiến sĩ Trần Hậu Khang, giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Công Đắc, giám đốc chuyên môn bệnh viện Đa khoa Medlatech và nhiều nhà khoa học khác đến từ nhiều chuyên khoa khác nhau. Đồng ý của ban lãnh đạo bệnh viện và trên hết là sự hợp tác quý báu từ phía các thầy, cô, các giáo sư, bác sĩ trong ngành. Bệnh viện Đa khoa Medlatech tổ chức chương trình khai trương dịch vụ hội chẩn bệnh nhân tự nguyện miễn phí. Phán đoán tôi sẽ tránh ngoài điều số không. Hiện nay có rất nhiều người mắc bệnh nghèo, nhưng gia đình. Nhấn mạnh ý nghĩa khi tổ chức hội chẩn bệnh nhân tự nguyện miễn phí, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Len, giám đốc điều hành bệnh viện Đa khoa Medlatech cho biết, tham gia chương trình này, người bệnh có cơ hội được chẩn đoán nhanh chóng, chính xác nhất. Trường hợp người bệnh phải chuyển viện thì bệnh viện Medlatech sẽ chuyển thẳng người bệnh đến bệnh viện đúng tuyến, nên là bệnh nhân không phải mất thời gian làm thủ tục. Tuy là chương trình hội chẩn bệnh nhân miễn phí, song cam kết đặt lợi ích của khách hàng là mục tiêu phát triển của bệnh viện, nên là Medlatech luôn đảm bảo phục vụ nhanh chóng, kịp thời và chất lượng chuyên môn cao của đội ngũ giáo sư, chuyên gia đầu ngành tâm huyết, giàu kinh nghiệm và kiến thức uyên thâm. Hy vọng rằng chương trình của Medlatech hợp tác cùng các giáo sư, các chuyên gia đầu ngành sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Chia sẻ những suy nghĩ về việc thành lập dịch vụ hội chẩn bệnh nhân tự nguyện miễn phí, các nhà khoa học tham dự đều có chung quan điểm rằng đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa của bệnh viện Medlatech, có tính nhân văn cao cả trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay. Các nhà khoa học đều nhất trí cao và sẵn sàng hợp tác, đóng góp công sức, trí tuệ cho việc làm này và hy vọng dịch vụ sẽ được mở rộng, phát huy một cách hiệu quả nhất, góp phần giúp đỡ những người bệnh được điều trị nhanh chóng và an toàn.